qua cho các bạn coi hồ bơi ở trung tâm nhà hàng tiệc cưới Hera này, cảnh ban đêm đẹp nha. Bên kia là nhà hàng, ở đây có hình như hai hồ bơi nè, hồ bơi này hồ bơi nhỏ nè, hồ bơi nhỏ, bên kia là hồ bơi lớn. Ồ đẹp quá. Hơi tối nha, cảnh này rất là đẹp. Ở đây mấy cây cột à, cho anh qua một cái. Ôi rất là đẹp. Wow rộng nữa, siêu rộng luôn. Được. À không phải, bên kia không phải là nhà hàng mà là bên kia là phòng tập gym. Bên này là hồ, à chỗ này sáng hơn rồi nè. Hồ bơi này dành cho em bé, còn hồ bơi dành cho người lớn. Nước rất là tuyệt vời, không gian khá là đẹp. Bên kia là sảnh chờ của tiệc cưới. Nhìn hay nha. Đây là hướng vô toilet nè. Rồi ở đây là mình đi đám cưới ở đây. Đấy, đây là chỗ số view bơi rất là đẹp. Rồi thế thôi nha.